Hello, xin chào tất cả những người bạn tuyệt vời của Huy Tuấn. Thì hôm nay thì Huy Tuấn xin review với cả nhà. Đó là mình vừa mới đặt mua một cái sản phẩm, đó là camera bóng đèn. Và nhân viên ship hàng vừa mới ship từ trên Shopee về cho mình. Sản phẩm này là được ở nước ngoài. Cái gói, cái bao bì rất là tuyệt vời. Và sau đây là mình sẽ tiến hành khui sản phẩm để xem chất lượng của sản phẩm như thế nào. Đóng gói rất là cẩn thận các bạn ạ. Để mở được chắc phải dùng đến cái kéo mới cắt. Công nhận hàng nước ngoài về người ta bọc được rất là ok. Đấy nha các bạn. Tuyệt vời không? Đây này, cái hình của cái camera này, này là sản phẩm camera gắn cái đuôi đèn này này. Ở đây nó có cái đuôi đèn này, và mình cùng khui ra ở trong này xem có những cái gì. Mình mua với một cái thẻ nhớ luôn, sẽ tiến hành khui cho các bạn xem. Hạ thấp cái camera xuống để hắn chiếu vào đâu, chủ yếu chiếu vào sản phẩm thôi. Đấy nha, cho anh em xem nha. Đây là cái sản phẩm này, camera này, tuyệt vời không? Đó, quá tuyệt vời. Đây là cái đuôi. Đây là con ốc. Nhưng mà mình nghĩ cái đuôi này là không có ấy. Phù hợp với cái đuôi ở đây. Chết cha, cái thẻ nhớ ở đâu? Ở đây mình không thấy cái thẻ nhớ ở đâu cả. Đây là hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Để mình xem cái thẻ nhớ ở đâu nhỉ. Ở đây cái thẻ nhớ của nó đây này. Thẻ nhớ này của mình là 128GB. 128 nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui cái thẻ nhớ này ra. Có cả khe nhớ nữa để check cái như ấy. À, hai loại, à cái này là khay gắn khe thẻ nhớ, còn cái này là thẻ nhớ. Đóng gói rất là cẩn thận. Nhưng mà làm sao mà lấy ra nhỉ? Chưa biết dùng lắm hay sao. Khả năng cái này như thế thôi, do mình chưa quen nên mình chưa biết này. Mình mở nó như thế nó khó nhỉ. Nó hình như là lật như thế này là ra đấy. Đây là cái khay để gắn khe thẻ nhớ để mà bỏ vào trong máy tính để mà check. Còn đây là cái thẻ nhớ, không biết có cài đặt gì không nữa. Thì đó, đây là toàn bộ những sản phẩm mà mình đã mua được. Mình sẽ tiến hành kiểm tra xem là nó có đúng hay không. Bằng cách mình gắn cái này vào khay thẻ nhớ này. Không biết gắn như thế này có đúng chưa nữa, hình như không đúng hay sao ấy. Thế này nó mới đúng này. Thế rất là khó. Ok, tạm thời như thế. Ờ, nhưng mà cái máy này đâu có đút được vào đâu. Không được rồi các bạn ạ. Thôi, có lẽ không cần luôn, mình đút trực tiếp vào camera luôn.
ở trên cái camera này là nó có một cái khe để mà mình đút thẻ nhớ, mà không biết cái khe nằm ở đâu nhỉ? À đây rồi, rất là tuyệt vời. Đút thế nào đúng nữa, là như thế này là đúng này. Sao mà đút vào thấy nó không có vừa này. Sao ta? Chữ hình như không đúng hay sao? Đúng là nó phải vào ấy. Cái này thì mình xin phép mình dừng video để mình sử dụng cái YouTube ở trên đấy để mình xem cái. Còn đây là review sản phẩm đặt mua trên Shopee và đã được nhận được hàng đúng như hình dáng. Còn sử dụng như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn vào một cái video sau nha. Bạn nào muốn mua cái sản phẩm này ở trên Shopee đấy, thì mình sẽ đặt cái link affiliate của nó ở phía dưới nha. Các bạn chỉ cần ấn vào cái link ở trong cái phần mô tả của sản phẩm ấy thì các bạn sẽ đi đến trang Shopee mà mua được nó nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành.